Thưa quý vị, là một trong những địa phương thu hút đông đảo dân cư đến sinh sống và làm việc, Long An hiện nay đang có khoảng 1,7 triệu người và mỗi năm tỉnh đều có sự gia tăng dân số cơ học lẫn tự nhiên. Theo quy hoạch của tỉnh, từ nay đến năm 2030, dự báo dân số của tỉnh tăng bình quân khoảng 1% một năm. Với lợi thế về yếu tố con người, Long An sẽ phát huy tối đa nhân tố con người, lấy con người là trung tâm, chủ thể nguồn lực, mục tiêu của sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút nhân tài. Để nâng cao hơn nữa chất lượng dân số, Long An chú trọng tuyên truyền các nội dung về sức khỏe sinh sản vị thành niên, tư vấn khám sức khỏe trước hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, nhất là những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.